Câu hỏi thứ bảy Thần Kim Cang có nhiệm vụ bảo vệ tránh pháp thiền tông Những kẻ nào khinh chê, nhục mạ hay triệt phá thiền tông Sẽ bị thần Kim Cang đánh trả từ bị thương cho đến chết Vì thế vua lương võ đế bị chết ngay sau 24 giờ Kể từ khi chửi bồ đề đạt ma là ông thầy bị điên Vậy tại sao hiện nay thiền tông đang phổ biến ra rất nhiều kẻ như thầy tu hay Phật tử tu thiền tông vẫn đã và đang khinh chê, nhục mạ, triệt phá thậm chí cướp pháp môn thiền tông mà vẫn không bị thần Kim Cang xử lý. Tôi là Thiền Gia Ngọc Lâm, thành viên ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi thứ bảy của anh Vũ Văn Sơn. Phần này, từ khi pháp môn Thiền Tông được phổ biến ra và bị cấm, đã có rất nhiều người bị vị thần Kim Cang làm việc rồi nếu vị nào có theo dõi thì sẽ thấy biết điều này xin anh hỏi tiếp ạ à.